Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5, em có lên được một số những mặt hàng phô mai. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em clip ngày hôm nay. Em gửi đến lời cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì em cũng có lên được một số, nhưng có cái vẫn còn một cây nghe cả nhà. Còn một cây số 4 là cây cuối clip ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay thì em sẽ lên trước đầu tiên là cây số 1. Cây này thì nói chung ra thì cả nhà mình cũng biết rồi. Cái cảm giác mà mình nhìn vô á, nó rất là gọn cây. Cái hoành thì nó luôn luôn bằng những cái cây khác, nhưng mà nói về cái độ thắt và độ lùng lực, cái cây này thực sự ra mà ngày hôm nay thì có cái cây này em rất là tâm đắc nha cả nhà. Hoành eo, cây số 1. Chuẩn không chồng? Được chưa? Hoành eo nhỏ nhất của nó là 45 nha cả nhà. Đo hơi cắn, tại vì biết sao mình không có thể nào mình đo ôm sát như vô nó hết được. Chiều cao hiện tại bây giờ nó được là 30. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 45. Đọt chuẩn dựng nè. Cành 1 nè. Những cái cành trước này thì cô chú anh chị cũng không nên xài đâu, tại vì sao mình nuôi dạng như nó na ná như cây là cây trực huyền, tại vì nó có cái cành hơi xuống đó. Bên này cả nhà mình nhìn vô nó còn ưng ý nữa. Đây bên này những cái cành phong, cành lợp sau nó đều có hết nha cả nhà. Nói chung ra cây này nhìn nó rất là gọn cây, nhưng mà nói về cái độ mập và độ lùn thì cái cây này thì hôm bữa giờ chắc có lẽ là cây này là cây em tâm đắc nhất nha cả nhà. Nó mặt hẹo thì nó còn mặt cắt thì còn một cái mặt cắt ở đây nha. Mặt cắt này em lâu rồi đó, còn bên này thì em mới cắt nè. Đây em mới cắt đó, cây nhìn nó nét dữ lắm, nó nét luôn. Cái này thì em đã đục theo cái kiểu mà dạng như mai chiếu thủy, là tại em ngược cái đường về sau em có thể em ghép bo vô đó cả nhà. Này cả nhà mình ghép cái giống dạng như cúc lá rí vô, nó giống như cây mai chiếu thủy đó. Rất là đẹp luôn. Củ đế nè, đây là cái nồi đế của nó. Nồi đế của nó được 1m10, còn ở trên này gọi là cái củ. Chuẩn không chồng? Rồi củ trên này cắn nè. Ôi rồi em đo như vậy nè, là chỉ có 63 thôi nè. Em đo gì tôi nghe cả nhà, đó coi như 60 nha. Rồi cái này là cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay, em quay tổng thể và em sẽ báo giá lại cho cả nhà mình. Rất là đẹp luôn nha cả nhà, một cây mai vàng mà anh em nào mà đã vô cái gu mà gu phải là những cái cây siêu lùng lực luôn á, là lựa chọn những cái lô mai này trời rất là đáng luôn. Em xin mạn phép cho luôn, giá của chú anh chị em là 14 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại của em là 0912256200, dậm lên cây số 2. Dạ rồi, cái này là cây số 2 của ngày hôm nay. Thì em nói cả nhà mình luôn, thì trong thời gian tới thì bên em thì luôn luôn làm những cái mặt hàng mà bonsai lùng lực. Thì ngày hôm nay em sẽ lên trước tầm 2 lên tới 3 cây hàng lớn và bắt đầu lên những cái lô mai tầm trung hai cả nhà. Và đầu tiên vô cây này là một cây trực huyền, tại vì nó có một cái cành huyền xuống dưới rất là đẹp luôn. Củ đế cây này là củ đế lết. Củ đế lết rồi, bởi vì là mình nhìn ngang qua mình sẽ không hết được. Nhìn cái củ này rất là đẹp nha cả nhà. Da nó thay da đuổi thịt rất là nhanh, bởi vì những cái lô mai này cả nhà mình nhìn cái dàn cây này nó rất là gọi là nó già cây, nhưng thực sự ra cái độ tuổi cái lô mai này thì nó không có già cho lắm nghe đâu nha cả nhà. Em đo hoành eo nhỏ nhất của nó là được 30. Chiều cao hiện tại của nó là được 35. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 47. Cành 1 nè, là cái cành huyền này nè. Em đo vị trí nhỏ nhất của nó là được không là đã là 21 rồi nghe cả nhà. Cái cây mai này thì nó nghiêng về cái củ thôi nè. Em đặt cái gì lên nè để cho cả nhà mình xem. Em đo thử nha, chứ không có tính nó là bự hay như thế nào. Đo gì nè. Chỗ này không là đã là 70 nha cả nhà. Cái củ đặt của nó không là 70. Cái cây mai này nó vẫn có dư một cành. Cái cành này nè, đúng ra mình không có xài tới đâu, tại vì nó đập vô mặt tiền mình. Khi mà cả nhà mình làm cây lúc nào cũng vậy, cái cành nó gian ngang ra như vậy nè, mình nhìn thấy rõ và mình uống nó nhịp nhàng nó sẽ đẹp giống như này nè. Đó, lợp xuống dưới, lợp dưới nè, gọi là cây huyền đột chủ, em đóng cũng rất là ngay nha cả nhà. Đây xuống nè, khéo, cực kỳ khéo luôn. Những cái lô mai này thì cả nhà mình vô cái chậu từ 50, nhỏ nhất của nó là 50. Đó, cây này thì nó đang bể xù rất là mạnh. Tiếc có cái là cái lô mai này em không có bao mặt bông nha cả nhà, không bao mặt bông được. Trên cây này nó không có thẹo nha. Có thẹo nhưng mà thẹo nó cuốn hết rồi. Đây, thẹo này nó đã cuốn hết trơn nha cả nhà. Đó, cây này thì ý đồ của nó nuôi rất là hay nha. Nó dựng lên trên, muốn cành này cả nhà mình muốn xài cũng được nữa. Móc đây, hai cái nè. Đó, rồi cái này là cây số 2, một cây mai trực huyền. Em xin mạn phép cho lưu giá của chú anh chị em là 13 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại của em là 0912256200, dậm lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 nha cả nhà. Đây là những cái cây mai mà em không muốn nó để lại ở đây, mà chẳng hạn như mà nó đã lên tược rồi em giao thì nó không có được. Em lên đây em bán lại nha cả nhà. Tại em bán những cái dòng này chỉ có 1 triệu mấy một cây thôi. 23 hoành. Củ thì em đo ở đây nha. Củ của nó là được 50, cây này dạng như cây thú, nó rất là đẹp. Đây. Bên này cũng có đế nữa nè. Cây này nếu là em xuống lùng lại xíu nữa.
mình nuôi cây nó khéo lắm nghe cả nè. Đó, tại vì những cái dòng này là dòng gọi là phôi tán đầu đinh. Đó, củ nó rất là đẹp, chân cẳng này kia có đầy đủ, nhưng có cái mình nói về cái độ chuẩn của nó thì thực sự nó không có chuẩn. Nó tại vì nó có chân trước, em rất là kết nè. Đó, đường kính bông em đang làm hiện tại giờ nó tới 40 thì cô chú anh chị lựa chọn một cái chậu tầm khoảng chừng 37-38, ép chậu vô nó sẽ đẹp hơn nha. Vuốt lên trên là cái đọt chủ. Đó, mình thả cành đi ra rất là đẹp nha cả nhà. Nói chung ra có những cái cây mai mà đôi khi mà nó tán đầu đinh nhưng mình nuôi cây nó rất là nét. Nó gọi là những cái dáng phổ thông chứ không phải là nghệ thuật hay là như thế nào. Rồi, cây này là cây số 3, em xin mượn phép cho lưu giá của chú anh chị em 1.500.000. Em bao ship nha. Giờ em lên cây số 4 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 4 nha cả nhà. Đây, một cây mai vàng gọi là cái gọng nó dạng như kiểu dáng lông. Thì em nói cả nhà mình luôn. Những cái cây mai này tại em làm chân nó chưa có sạch nè, nhưng có cái giao tới thì nó sẽ đẹp hơn trên hình này nha. Đó, với một cái mức giá tầm 1 triệu ngoài. Thực sự ra những cái dòng này là dòng của Hòa Thành Đồng Tháp. Khi mà nó lớn lên á, nó sẽ đẹp như cả nhà. Hoành eo của nó là được 20, chiều cao tổng thể cây này là được 52, đường kính bầu em đang làm của nó là được 40. Củ để lòng người ta lên, em không đào củ ha. Nói chung ra cúc cành cũng tương đối là khá. Cả nhà mình về nhà cứ ghép vô. Nói chung ra những cái cây này mà dòng này mình ghép mình nuôi cái cây chật chật ra nói chung cũng khéo cây lắm. Tại vì với những cái cây này, lý do tại sao mà em lại đi nhập những cái dòng này về giao lưu với cả nhà, tại vì em đang làm cái dòng lớn. Nhưng em muốn đến cho cả nhà mình mua những cái dòng này nè, mình tập tành, mình trồng, mình có kiến thức trước rồi mình hẳn từ từ mình đi lên. Chứ đôi khi mà anh em mình mua vội vàng, mình anh em mua những cái dòng lớn cũng nó có rủi ro thì cũng kỳ lắm nha cả nhà. Rồi cây số 4 em xin mượn phép cho lưu giá của chú anh chị em là 1.600.000, em bao ship nha. Dậm lên cây số 5 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 5 nghe cả nhà. Một cây tán đầu đinh nhưng mà cái củ nó rất là đẹp. Cả nhà mình nếu mà cả nhà mình nhìn thấy những cái dòng phôi này là cả nhà mình sẽ có thắc mắc. Tại mua phôi ở đâu? Em nói thật sự cả nhà mình trước giờ là đa số em cứ Đồng Tháp làm tới nha cả nhà. Hoành eo của nó nhỏ nhất là được 18 năm ly. Củ đây. Củ của nó được 42, có cắn gì không đây? 42. Chiều cao tổng thể của nó là được 30, đường kính bầu đang làm của nó là được 37, đường kính bầu quá bự, nếu mà ép chậu vô có khả năng ép chậu được 30 nha cả nhà. Nói chung ra gọng C cũ đẹp, 1.250.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Dậm lên cây số 6 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 6 nha cả nhà. Nói chung ra những cái mặt hàng này thì em còn rất là nhiều luôn á, em còn tới gần 100 cây lận. Bởi vì em lên thử những cái dòng này để xem ngày hôm nay cả nhà mình mua ủng hộ tiếp em được hay không nha. Nói chung là có hai chân trước luôn. Hoành eo nhỏ nhất của nó là được 15, chiều cao tổng thể của nó là được 37, đường kính bầu đang làm của nó được 40. Quay tổng thể cả nhà mình cùng xem. Củ đây đẹp, thân cũng đẹp, giá 1.350.000, em bao ship nha cả nhà. Mặt tiền đây, nó có thể mà tháo này ra luôn, tại nó bị lái nè, cắt bỏ này lấy này làm đợt chủ nè. Đó, mình sẽ nuôi nó khéo hơn củ nữa, nhìn nó rất là già. Rồi dậm lên cây số 7 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 7 nha cả nhà. Nói chung ra cây một cây chật mà có đoạn lắc này rất là khéo luôn á. Em lựa chọn những cây mai mà nhìn nó duyên chút xíu, em làm những cái cây số 7 nó phong nè, thành một dựng lên trên múa này ra, nó thì sẽ có độ chênh lệch cao thấp vậy nè, nhìn nó khéo cây. Hoành eo nhỏ nhất của nó là được 17, chiều cao tổng thể của nó là được 30, đường kính bầu đang làm của nó là 35. Củ đế đẹp, thân cũng đẹp nó, nhưng mà tiếc có cái chưa có cúc cành đây. Ví dụ như có cúc cành thì em có thể em bán tầm giá mà 2.000.000-3.000.000 đi. Còn riêng cây này, cây số 7 em bán cả nhà mình 1.250.000, em bao ship nha. Dậm lên cây số 8. Dạ rồi, cây này là cây số 8 nha cả nhà. Một cây túi quý siêu lùng luôn. Cây này thì em mới cắt lại, nó cắt để em ghép nha cả nhà. Đó, khi nào mà chẳng hạn không được thì mình có thể mình ghép vô thân của nó nha, chứ em không ghép chột mà. Hoành nó nhiều thân quá, tại nó như con núi vậy đó. Em đo ở đây nha, nhỏ nhất của nó chỉ có 40 thôi nè. Còn đây, đo hết cái củ này. Củ này của nó là được 54. Nồi đế của nó là được 94. Đang nằm chậu này là chậu lọt lòng 41. Chiều cao cây này là được 26. Nếu mà năm vừa rồi cả nhà mình có theo dõi cái cây này á, thì cả nhà mình biết lúc mà mang phôi về cây này nó rất là đẹp. Em có hạ cái đột chủ trước cái nha, lúc nó mang về có hạ đột chủ lại. Cây thì em bao khỏe mạnh cho cả nhà, không bị hư rễ, cây nó không bị hư thân hay như thế nào, cây rất là khỏe mạnh luôn. Cây tứ quý thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha cả nhà, 7 chi đi lên. Rồi nó là một cây ra chứ không phải là nhiều cây. Nói chung ra này thì ý định của em mang cây này về thì em sẽ ghép lá rí để em chơi cái phong nó lùng gì nè.
mình chơi một cái cây dạng như cây mai chú thủy vậy đó. Tại năm vừa rồi em có bán hai cây, em tiếc quá giờ mình muốn tìm lại mà không có. Rồi cây tứ quý cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay, em xin mời phép cho lưu giá của chú anh chị em là 9.500.000 em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị ủng hộ em hết clip ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Clip của em xin kết thúc tại đây. Em xin chào tạm biệt hẹn cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.